Cảm ơn Dũng và xin gửi lời chào đến quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Đây là một chương trình rất là bất ngờ thưa quý vị. Vì thế cho nên anh em chúng tôi chuẩn bị vào giờ chót. Cũng may là Diễm Liên không ngần ngại nhận lời chúng tôi để cùng trình bày một số những ca khúc mà tôi đã soạn lời cũng như là sáng tác ở hải ngoại, soạn lời từ khi còn ở Việt Nam. Mong gửi đến quý vị một chút kỷ niệm. Và đồng thời cũng để giúp vui cho chương trình của anh Tiến Dũng. Cảm ơn em đã can đảm mà nghĩ đến anh. Và đặc biệt thưa quý vị, can đảm hơn nữa là cả chương trình này đều hát những ca khúc mà tôi đã viết, soạn lời cũng như là sáng tác. Xin quý vị cũng can đảm nghe. Cảm ơn quý vị. Dễ thương quý vị. Và thưa quý vị thì em xin anh Dũng xin nhường cái vinh dự mà giới thiệu người những người bạn tri kỷ của anh Nam Lộc. Dạ vâng. Dạ. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là may mắn nữa là có được những người bạn thân nhận lời đến đây. Những người mà chúng ta đã sinh hoạt chung với nhau, trước hết là anh Nghĩa Sữa. Yeah. Ta ta ta. Ủa, cho lo vỗ tay mà không. Lo vỗ tay mà không mở nhạc cho mình là sao? Vâng. Nghĩa Sữa là một trong những nhạc sĩ rất là tài danh, rất là nhiều tài nghệ và làm cho anh em ca nhạc sĩ cảm thấy thoải mái, yên tâm mỗi lần được hát chung với như anh, vậy. Anh Hoàng Nghĩa. Vâng, chúng tôi gọi là Nghĩa Sữa là đùa vậy, nhưng thực sự anh là anh nhạc sĩ hả? Hoàng Nghĩa. Và cũng có những sáng tác rất là giá trị, rất là trữ tình, đáng yêu. Ý anh nói là em là động vật hiếm quý đi. Dạ, thưa quý vị, nếu mà quý vị không muốn sửa đó, không muốn có cái tên Nghĩa Sữa, thì ở Teletron và Hipshop có nhiều cái sản phẩm mà quý vị không bị sửa. Không bị sửa đó, bị sửa mắt, sửa mũi, sửa môi. À, dạ. Anh Nghĩa Sữa khác, dạ. Nghĩa Sữa khác. Dạ, nhưng mà người Nam cứ sửa gì cũng là một hết anh. Vâng, thì khi mà em nói về người bạn tri kỷ, thì chắc chắn là Nghĩa Sữa chưa phải là người bạn tri kỷ của anh. Những người luôn nha, mà không biết là những người hay một người đó quý vị, từng được anh Nam Lộc lên để mà giới thiệu những cái tác phẩm mà mới ra lò, và cái người đó mà cầm đàn guitar để hát với anh kìa, đó mới là tri kỷ đó. Thưa quý vị, anh Tiến Dũng có nhắc đến những ca khúc, anh có đề nghị là chúng ta đang bước vào tháng 4. Yeah. Thì tháng 4 là tháng mang nhiều cái kỷ niệm của những người đã phải bỏ nước ra đi cách đây gần 50 năm về trước. Yeah. Thì anh có yêu cầu tôi ngày hôm nay gặp gỡ quý vị để được trình bày một số những ca khúc mà tôi đã sáng tác hải ngoại. Và lúc đó thì thưa anh Dũng cũng như là Diễm Liên lúc đó còn ở Việt Nam. Thưa quý vị cũng như Hoàng Nghĩa, chắc ít ai biết là thông cảm chia sẻ được cái hoàn cảnh của anh em chúng tôi. Tôi và Trung Nghĩa là hai người may mắn trong số 130.000 người Việt đã được giải cứu vào tháng 4 1975. Hai anh em chúng tôi bằng hai cách khác nhau gặp được nhau ở trong Tân Sơn Nhất. Thì đấy là lần mà anh em chúng tôi cùng ngậm ngùi bỏ nước ra đi. Thế rồi thì vận mệnh đưa đẩy. Thực sự tôi với Nghĩa quen nhau từ khi còn ở Việt Nam. Hai anh em hoạt động nhạc trẻ. Tôi, anh Trường Kỳ, anh Tùng Giang, anh Trương Mạc Sen là những người đứng ra tổ chức các đại hội nhạc trẻ hàng năm. Chắc quý vị có thể nhìn thấy một số những hình ảnh tôi chia sẻ. Anh Trung Nghĩa của ban nhạc The Enterprise, quý vị nhìn thấy anh đứng bên cạnh là anh Kasim, cô Thanh Tuyền đàn sử dụng keyboard. Đây là trên sân khấu của Hoa Lư và Thảo Cầm Viên. Dạ vâng. Thế rồi thì định mệnh đưa tôi và anh Nghĩa sang Hoa Kỳ. Thì lúc đó tôi có sáng tác ca khúc đầu tiên ở hải ngoại, đó là bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Đây là sáng tác đầu tiên cho cuộc đời của tôi, chứ không phải là ở hải ngoại nữa. Tôi chưa bao giờ viết nhạc cả. Ở Việt Nam thì chỉ có soạn lời. Bài hát đầu tiên được viết là viết chung với anh Tùng Giang là bài Anh Đã Quên Mùa Thu. Nhưng mà sang Hoa Kỳ thì cái nỗi đớn đau, chia cách, xa lìa
quê hương và gia đình, làm như là những cái dòng lệ của mình nó ứa qua bằng những nốt nhạc. Tôi đã viết bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Tôi nhớ khi tôi hoàn tất bài này, nó thai nghén từ trong trại tị nạn, thưa quý vị. Tại vì lúc mình lên chuyến bay để mà bỏ nước ra đi đó, thì mình không biết là mình, cái quyết định của mình nó đúng hay sai nữa. Cho nên cái bài hát này nó có cái sự mâu thuẫn, đã gọi là Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Thế mà đoạn giữa thì nói rằng tôi xin hứa rằng tôi trở về. Yeah. Tại lúc đó là mình không biết cái tâm trạng của mình đi hay ở đúng hay sai. Yeah. Nhưng mà anyway thì khi mà tôi hoàn tất, lúc ở trong trại thì nó thai nghén bài hát này thôi. Nhưng mà khi đến xuất trại, ra đến ngoài đó, không nhìn thấy một người Việt Nam ở bên cạnh. Một mình sống ở một cái căn apartment ở trên đường Inglewood. Bên cạnh toàn những người da màu, những người Mễ. Tự nhiên mình thấy mất tất cả. Yeah. Thì ngay đêm đó tôi đã viết xong bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Khi viết xong bài này tôi còn nhớ đó là ngày 15 tháng 11 năm 1975. Thì tôi bay lên cái phòng trà Roosevelt. Lúc đó là Trung Nghĩa đàn guitar, anh Hồ Xuân Mai đàn piano, anh Huỳnh Anh đánh trống, anh Vũ Huyến đánh bass. Tôi còn nhớ vậy. Thì tôi lên tôi hát bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Thì Nghĩa thì rất là giỏi, cứ chạy theo thôi, tôi hát tới đâu chạy theo tới đó. Khi hát xong rồi thì anh Huỳnh Anh cũng bảo: "Ê Nam Lộc, bài đâu mày?" Cái này là em viết này. "Thôi mày, mày viết con mẹ gì?" Anh ấy biết là tôi không có viết nhạc. Thì không hiểu trong cái sự gọi là cảm xúc nào tôi viết ra thì anh rất là ngạc nhiên. Thế nhưng mà trở lại, cái người đầu tiên đàn guitar hát bài này đêm đó là anh Trung Nghĩa. Yeah. Là anh Trung Nghĩa sau đó đã đệm đàn cho chị Khánh Ly thu bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt vào trong cái cuốn cassette đầu tiên của chị trong đời của chị ở hải ngoại. Cái cuốn nó có tên là Khi Tôi Về, phải không ạ? Nghĩa đàn guitar. Dạ vâng. Thành ra đây là những cái kỷ niệm không quên của anh em chúng tôi. Ngoài ra có những kỷ niệm khác mà anh Trung Nghĩa sẽ không cho tôi nhắc. Thì quý vị, anh ấy đã edit thì thôi quý vị thông cảm cho. À, trong cái nỗi niềm đó thì tôi xin được bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Yeah. Vâng. Anh vẫn còn sót, anh Trung Nghĩa chưa chào và anh vẫn còn sót cô em của chúng ta. Dạ, để tôi dự định là một lát nữa tôi mới nói với cái cô bé này. Dạ, dạ. Bây giờ thì quý vị cho phép tôi hát bài đầu tiên. Anh đang tính nói gì kìa anh? Đã chưa được nói rồi. Dạ. À, dạ vâng, xin lỗi. Ấm ức, lần đầu tiên nghe Nghĩa nói nha, lạ quá. À, kính thưa quý vị, cái thật một sự hạnh phúc lớn khi mà tôi với Nam Lộc ngồi đây, tại vì tôi biết, anh em tôi biết nhau từ hồi trước thì tôi còn riêng hồi nhỏ lắm. Hồi anh ông Lâm Lộc tôi biết thời trước hồi anh còn jean ở bên Việt Nam là anh hả, lúc đó còn jean luôn hả? Bây giờ thì cũng vẫn còn, nhưng mà không, bây giờ là hồi jean trở lại thì, là còn jean chơi nhạc thì Lộc với tôi quá, tôi Nam Lộc Trường Kỳ Giang Kỳ Phát chúng sẽ được quá thân thì lăn lóc từ đến qua Mỹ mà đến một ngày hôm nay năm 2024 mà hai anh em tôi ngồi đây mà còn đàn còn ca nhau là đối với tôi là một không tưởng tượng, unbelievable, không tưởng tượng. Thì vâng, thưa quý vị, chúng đấy là những kỷ niệm của anh em chúng tôi. Bây giờ thì có lẽ để nhắc lại cái kỷ niệm đó thì có lẽ nhờ Trung Nghĩa hát đàn, Trung Nghĩa đàn guitar giống như cái năm 49 năm về trước nhỉ? Dạ vâng. Cảm ơn Hoàng Nghĩa nha, nhường cho anh Nghĩa đàn guitar bài này. Mời quý vị nghe Sài Gòn ơi vĩnh biệt đó. Dạ em phải nhường, tháo nhường là ổng cưới bà thứ sáu nữa. nghiêm túc nha, tháng 4 đó. Mày nhìn máy nào vậy anh? Dạ máy nào? Dạ máy nhìn. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng.
Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng hay đang khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút sống quên thời gian. Kiếp tha hương nếm thương đau nếm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Hay quá anh Nam Lộc ơi, chị Diệu Kim Đoàn nói là Sài Gòn ơi vĩnh biệt là tình khúc về Sài Gòn sau 1975, hay nhất của nhạc sĩ Nam Lộc, là chính tác giả hát bài hát này. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút sống quên thời gian. Kiếp tha hương nếm thương đau nếm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Dũng. Ngọc Tâm Nguyễn đi đâu cũng không quên Sài Gòn với những cơn mưa đầu mùa gợi nhớ hàng me trên và nền quán cốc. Hay tuyệt vời. Kim Vũ chào bác Nam Lộc, hay quá bác Nam Lộc ơi. Trần Vĩnh Hiếu ứa nước mắt khi nghe bài này lần đầu tiên mình đến Canada. Bố già Sài Gòn, cảm ơn anh Nam Lộc đã cho nghe lại bài hát này. Mà Michelle Trúc Bùi, Sài Gòn ơi vĩnh biệt là bài hát hay nhất nói về Sài Gòn sau năm 1975. Mát ruột chưa? Dạ vâng. Thành thật xin lỗi quý vị. Khi mà Nghĩa Đàn tôi hát 50 năm trước, lúc đó tôi 30 tuổi. Bây giờ quý vị nghe ông già 80 tuổi hát thì quý vị cũng thông cảm cho. Không mà... anh, đó là anh Kim Dương, đây là Minh Cao, nó quá tuyệt vời. Dạ, luôn chú ca sĩ đẹp trai Nam Lộc. Thôi bây giờ mình đổi chủ đề.
làm gì làm nhưng mà không ngoài cái chữ người di tản buồn. Yeah. Bởi vì dù sao chăng nữa thì chúng ta cũng là những người mang cái thân phận lưu vong. Chúng ta vui ở đó nhưng mà chúng ta cũng buồn ở đó. 2 năm sau khi tôi viết nhạc phẩm Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt thì là cái lúc phong trào vượt biển và những người bạn của mình, những chiến hữu của tôi bị bắt đi các trại tạo học tập cải tạo ở Việt Nam. Rồi thì những người chết trên biển cả, tất cả những điều đó nó đã bao trùm xuống cuộc sống của tôi, cuộc đời của tôi. Nhất là toàn bộ gia đình tôi đã bị kẹt lại, không một người nào ra khỏi Việt Nam ngoài một mình tôi. Các em bắt đầu tìm cách để vượt biển từng chuyến một. Những người bạn của tôi, những người bạn thân của mình thì vào trong tù. Một trong những người tôi quen biết là bố của Diễm Liên. Chúng tôi, ông là đồng môn của tôi ở Chu Văn An. Anh em chúng tôi quen biết và ông cũng đi trong trại cải tạo. Thì tôi, Nghĩa và những anh em, anh Joe, anh Tùng Giang sống ở ngoài này giống như một cái cõi tạm vậy. Trong đó tôi có viết là buổi sáng cắm đầu đi làm, đêm lùi thủi về nhà, nhìn cái bóng của mình, đó là người bạn duy nhất mình có. Cho nên tôi đã viết nhạc phẩm Người Di Tản Buồn. Bài này cũng đã được anh Trung Nghĩa đàn cho chị Khánh Ly và Thu Thanh trong cuốn Người Di Tản Buồn. Nhưng tôi rất thích một người nhạc ca sĩ trẻ. Trong số những ca sĩ trẻ mà tôi sinh hoạt hiện nay, thì tôi có lén cô ấy đưa cái tấm ảnh để quý vị nhìn thấy là anh em chúng tôi gặp nhau đúng 30 năm trước đây. Đó là năm 1994. Quý vị nhìn thấy cô bé duy nhất ngồi bên cạnh bà xã tôi và hai đứa con tôi đó. Hai đứa nhỏ lúc đó, một đứa mới có 3 tuổi, một đứa 4 tuổi. Năm nay một đứa là bác sĩ, một đứa là nha sĩ. Một đứa lấy chồng rồi. Yeah. Thưa quý vị, nhưng mà cô Diễm Liên vẫn không khác bao nhiêu. Các cháu vẫn đã gặp, các cháu vẫn yêu cô và nhìn lại cô vẫn trẻ như là 30 năm trước. Đây là người ca sĩ trẻ duy nhất trong cái đám già của chúng tôi. Quý vị nhìn thấy bên cạnh đó là có Trung Nghĩa đứng cạnh Đức Huy, Công Thành, Diễm ngồi cạnh Liên, ngồi cạnh bà xã của anh Huy bát bài Đừng Xa Bên Này, vâng, chị Thảo My. Đấy là những hình ảnh mà quý vị nhìn thấy. Rồi thì tôi và Diễm đã đi trình diễn với nhau rất nhiều. Đây là một cái hình ảnh nữa mà Diễm và đang cười toe toét tại bên cạnh. Nhìn thấy tôi đội cái nón cao bồi là tôi được một cái giải ở bên Texas. Rồi cái hình ảnh mà quý vị nhìn thấy Diễm hát trong một rừng cờ vàng. Đó là những cái ca khúc đấu tranh mà lúc nào anh em cũng có bên cạnh. Và trong tâm tình đó thì ngày hôm nay Diễm đã nhận lời chúng tôi để đến cùng hát với những ca khúc. Có những ca khúc Diễm đã từng hát, có những ca khúc chưa bao giờ cô ấy hát cả. Nhưng mà cô ấy yên tâm là bởi bên cạnh cô ấy là có một ca sĩ rất là có tài, đó là anh Tiến Dũng. Yeah. Tiến Dũng có tài, có duyên, phúc hậu, nghĩa là có Dũng bên cạnh là có thêm cái sự che chở đỡ đần. Cho nên Diễm nay em sẽ đến để hát chung với anh Phúc. Anh Tiến Dũng, và lát Tiến Dũng sẽ hát nhiều bài với Diễm. Nhưng mà bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe Người Di Tản Buồn. Xin quý vị dành một phút im lặng để cùng chia sẻ tâm tư của những người di tản, buồn cho đến ngày hôm nay vẫn buồn. Chưa một phút im lặng mà bằng bao nhiêu im lặng mà. Và sông dưng
lệ vương mắt nhạt nhòa. Bạn ơi đó là người gì tặng buồn ngày ra đi lặng câm trong đơn đau, rồi đêm khuya về trong đôi mắt sâu đời như trốn vào con phố sâu. Cho tôi xin lại một ngày ở nơi nơi thành phố cũ, cho tôi xin lại một đời sống với quê hương. Cho tôi trong những lao tù. Ở đây có những chiều mưa rất nhiều hơn khi hành quân trong tháng mưa. Buồn hơn đêm rừng xưa sĩ. Trời ơi, Tú An tình yêu một cô gái từ Hà Nội nè, hay quá, sâu lắng, cảm động, buồn, nhớ về quá khứ đau thương. Vũ GB khóc luôn rồi. Diễm Liên ơi, anh Nam Lộc ơi, Nguyễn Hoa, tôi là đàn ông mà tôi còn khóc đây. Và Bích Ngọc Nguyễn, mình rất thích ca sĩ Diễm Liên. Kim Vũ, tôi đang khóc và thương cho những người dân còn ở lại Sài Gòn, tôi mãi thương yêu. Diệu Kiên Đoàn, gần 50 năm mà vẫn rơi lệ khi nghe tác phẩm bất hủ này. Yeah, chưa bao giờ tôi làm một chương trình mà bị căng thẳng bởi vì anh Tiến Dũng, anh Uy Nguyễn áp lực là chương trình này chỉ hát nhạc Nam Lộc. Và thưa quý vị, mỗi lần mà nhắc đến nhạc thì tôi rất là ngượng, là bởi vì anh Trung Nghĩa biết là nhạc lý của tôi rất là yếu cho nên không dám nghĩ là mình viết những cái bài này. Nhưng mà
viết nhạc, viết lời thì tôi đã từng trải qua. Thì một trong những cái áp lực đó là làm sao để nếu không có nhiều bài sáng tác thì bây giờ mình hát những bài viết lời. Thì thưa quý vị, ngày xưa ở Việt Nam tôi cũng đã viết một số những ca khúc. Thực sự khi ở Việt Nam sáng tác những ca khúc này không phải là về lợi nhuận, mà cũng không phải là vì để lấy tên tuổi, mà những bài hát này ngày xưa là để tặng các cô. Nó là cua, như vậy. Đi cua. Bài Chư Vương Cung Cửa Mùa Thu tôi viết thì nói ra thì cũng kỳ nhưng mà cũng tặng nhiều cô. Mấy cô trường Trưng Vương. Thì đây là những cái kỷ niệm. Bài này là thực sự là bài Tell Lorai Love Her, một câu chuyện tình buồn của một anh chàng lái xe đua. Anh ấy bị tai nạn, anh chết. Thì anh ấy trước khi chết anh nói là nói dùng với người yêu của anh là cô Laura là I tell her. Thế thì tôi chỉ biết cái melody của bài hát nó nhẹ nhàng, nó êm ả. Tôi không nghĩ đến cái tang tóc ở trong này, mà tôi nghĩ đến hình ảnh của những cái cô gái thơ ngây của trường Trưng Vương. Nghĩ đến cái mối tình các cô ấy yêu nhưng mà yêu trong thầm lặng. Ngày xưa ở Việt Nam kín đáo lắm thưa quý vị. Trong đó tôi nhớ có một cái câu cô kể là, cô kể cho tôi là khi mà ngồi trong lớp học đó thì cứ tưởng tượng chờ đến lúc mà xuống gặp người yêu, mà người yêu ở dưới đó hút thuốc cho nên thả khói, thì cô mới nói là cô tưởng tượng là nhớ khói bay lạc vấn vương, cho hơi ấm lên môi người, rồi cô tưởng tượng là lùa xương kín nhẹ vây ngập trường, làm mấy yêu thương vướng trong hồn em. Thì đây là những cái lời mà tự nhiên nó cứ tràn ra khi mà mình tưởng tượng ra một câu chuyện. Thì hôm nay tôi lại nhờ Diễm Liên hát nhạc phẩm để tặng quý vị bài Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu. Và với cái giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng như giọng hát của các cô nữ sinh Trưng Vương, tôi nghĩ rằng sẽ lột tả được bài hát này. Và tôi cũng đã tuyên bố bài hát này tôi xin tặng bản quyền cho tất cả các nữ sinh của trường Trưng Vương. Không ai, bao nhiêu người được mua tôi cũng không bán. Tôi tặng cho các nữ sinh trình viên. Ai mà muốn thu thanh bài hát này, quý vị chỉ cần xin phép một cô nữ sinh Trưng Vương mà cô ấy bằng lòng là quý vị được sử dụng. Dạ. Yeah. Anh, bây giờ có một cái vấn đề này là không phải là cô nữ sinh Trưng Vương mà là con gái của cô nữ sinh Trưng Vương muốn gửi đến 100 đồng để gửi đến anh. Đó là cô Quỳnh Giao Tô. Tại cô Trưng Vương bây giờ không còn trẻ, nhưng mà con gái của nữ sinh Trưng Vương là cô Quỳnh Giao Tô. Xin gửi biếu đến chú Nam Lộc 100 đồng nhân anh. Cô Quỳnh Giao Tô, cảm ơn cô Quỳnh. Nhưng mà cháu nói mẹ là ca khúc này cô Diễm lên hát, chú muốn tặng mẹ nữ sinh Trưng Vương. Dạ, rồi Quỳnh Giao Tô mở lên cho mẹ nghe nha. Đây là bài hát Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu, mà qua với cái nét tài hoa của anh Nam Lộc thì trở thành nó rất gần gũi, nó rất Việt Nam, cho tới nỗi mà sau này nhiều người Việt Nam mới biết rằng đó là nhạc ngoại quốc lời Việt, là nhạc ngoại quốc là Tell Laura I Love Her, phải không anh? Dạ, đó là một cái những cái gọi là phù thủy trong cái những cái câu từ của anh Nam Lộc thưa quý vị, để mấy em có gọi là phù thủy đó. Dạ. Chân mong manh như lá me xanh ngơ ngác rơi nhanh, thư sang heo mây cho bóng cây lạnh đầy, người cho em nghe cô nhớ thương từng ngày đợi chờ tận người qua cơn mơ trong mắt ngây thơ trong nắng vu vơ, nhớ khói bay lạc vấn trong hồn em.
mặc cho em quên môi hôn ngọt ngào, tình chốt tim em dùng những đêm lạnh lùng, từng chiều cùng người về trong cơn mưa bay, nghe thương nhớ tràn đầy lên đôi mắt thật gầy. Trường vương hôm nay mây vẫn dâng đầy trời, công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời, bóng người thì mịt mù, từng hàng mê rừng rừng trong cơn gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng, nắng vẫn vương nhẹ ngót chân, trường vương vắng xa anh sơn. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe quý vị có thể tưởng tượng là đây là lần đầu tiên Diễm hát bài này. Wow. Lần đầu tiên hát. Anh muốn hỏi em là đây là anh viết cái tâm trạng của người con gái, là một con gái, khi mà em nghe bài này em thấy thế nào? Em thì em thấy là tại vì cũng là đi học, thời còn đi đúng học rồi, cho nên những cái lãng mạn từ tất cả hồi xưa, nó không là gái là trai nữa, mà là cái kỷ niệm của em từ hồi lúc đi học. Nó rất là y chang như tụi em vậy. Hồi thời đó là tụi em còn hay tưởng tượng, rồi yêu thầm yêu kín, rồi thấy tình yêu này thấy tình yêu kia, rồi tưởng tượng thêm chút xíu nữa. Nói chung là cái lãng mạn nó có rất là nhiều tụi em, cho nên em có được nguyên một cái kỷ niệm khi mà hát cái bài này. Mặc dù là không phải là Trường Vương ạ. Không, cái tâm trạng là như vậy. Như ngay cái câu đầu, có nhiều người hỏi tôi là tim em chưa nghe rung qua một lần. Tức là cô này chưa có biết thực sự yêu, làn môi chưa hôn ai cho thật gần. Thì đó em mới nói với anh đó là hồi đó em cũng đã đâu đã yêu đâu. Dạ vâng. Nhưng mà thấy ý em nói có là cái lãng mạn. Dạ, có lãng mạn. Chưa yêu ai, hôn ai cho thật gần. Con bé này yêu cái cậu đó, rồi cô này thì cũng là cái cậu đó yêu cô này, rồi em là cái đứa là đưa thư. Anh là em là cái đứa, anh không biết anh có đưa thư không, hồi đó là hay kiểu mà mình đưa thư dùm á. Vâng, đúng rồi. Này, người này ngại không dám đưa thư cho cái cô đó thì là em xung phong. Như vậy là nhưng mà ngày hôm nay tôi đã được một cô nữ sinh đóng dấu là đã viết được cái tâm trạng của cái người con gái thời đó. Vâng, thưa quý vị để ý là
Một lần nữa cảm ơn em. À, bên cạnh là một ông Đài Loan. Vâng. Ông Taiwanese. Thay đâu rồi, đẹp vậy. Trong lúc Diễm đang say mê thì ông ấy trốn vào thay cái áo. Và đây là bài hát thứ tư. Bài hát này rất là khó khi mà anh ấy yêu cầu. Tôi biết anh yêu cầu là tại vì ông ấy muốn được cơ hội để mà diễn tả bài hát này. Nó khó là vì, thưa quý vị, bài hát này tôi viết lời Việt nhưng mà tôi không dám nhận là mình viết. Cái thời gian, cái câu chuyện nào, những cái thành phần nào mà anh ấy... lý do nào của ông anh rồi vậy? Nó cái câu chuyện nó buồn cười là thế này, là lúc đó tôi hoạt động nhạc trẻ, viết Chương Vương Của Mùa Thu, viết Mây Lang Thang, Chỉ Còn Là Giấc Mơ Qua, Anh Đã Quên Mùa Thu, tự nhiên ở đâu viết bài nhạc tàu Nhạc Thu Lá Bay. Thì thưa quý vị, nguyên do là anh chị Ngọc Tránh là giám đốc của cơ sở phát hành, vâng, sản xuất đó, Xuất Gân và nhà phát hành Khai Sáng. Vâng. Thì anh chị thấy cái bài Chương Vương Của Mùa Thu này ông ấy bán nhiều quá, ông ấy mua lại đó. Rồi ông ấy nhờ tôi viết bài Mùa Thu Lá Bay. Tôi nói anh, nhạc này nhạc Trung Hoa, em không phải cứ hợp với em. Ông bảo không, nhưng mà Lộc viết được mà. Thì ông cứ mua, hai anh chị mua hai cái vé để tôi đi dẫn bạn bầu về kia đi xem. Thì tôi có về, tôi đưa mấy cô em đi xem rồi về cho anh nghe. Thì các em đi xem thì kể tôi cái câu chuyện này. Thì về tôi viết đại ra, viết đại cái lời như vậy, viết nghĩa là rất là gần gũi với người và rất là không có lãng mạn, không phải trừu tượng, và viết rất là bình thường. Ông ấy hay quá, nhưng mà Lộc giáng một lần nữa đi xem một lần nữa, Lộc viết thêm gần nữa đó. Thì lời nói khéo của cái bài, lời đầu chưa hay đó. Lời đầu chưa hay đó. Ông nói như vậy. Sau này tôi viết lời thứ hai. Úi giời, cái bài này lời này là cắn rồi, tức là ăn tiền rồi đó. Vâng, nhưng một chút xíu nữa thì còn cắn nặng nữa. Cắn nặng. Thì tôi biết ý của ông là tại vì Tuấn còn viết những cái câu nó có tính cách trừu tượng, nó còn lãng mạn, chứ không có viết rõ ràng. Cho nên lúc về tôi bảo ok, em viết xong với điều kiện em không để tên em. Với tại sao vậy? Tự nhiên cái một ngày sống bên nhau sẽ muôn đời, dẫu cho mùa rơi sáng ngọn tháng năm, trong khi tôi viết là mưa như lệ tình mà xưa. Không có phải là cái e của anh, cái trước e của mình vậy? Thế thì ông có bài bảo thế bây giờ Lộc lấy tên gì? Thì tôi mới lấy tên cái dạp mà chiếu phim này là dạp Lệ Thanh. Thành ra bài hát này để tên là Lệ Thanh. Thì câu chuyện nó lãng quên rồi, không nói làm gì. Đến khi cô Kim Anh cô ấy qua Mỹ, cô hát bài này, cô cứ đi tìm hoài. Câu chuyện thì ông Ngọc Cánh Tránh mới kể cho cô nghe. Rồi nhưng mà kể thôi, qua lại thôi. Nhưng đến khi nhà văn Du Tử Lê, ông viết câu chuyện này trên báo Người Việt, ông ấy khai luôn đầu đuôi câu chuyện như vậy. Thành ra mọi người mới biết là tôi viết bài Mùa Thu Lá Bay. Nhưng bây giờ mình nghe lại, mình thấy sao hồi đó mình ngu vậy. Bài, một bài nhạc nó đi vào lòng người như vậy và lại không dám nhận là của mình. Thế nhưng mà đấy cũng là cái kỷ niệm thời háo thắng khi còn trẻ đó. Và cái người chuyên chở bài này, thưa quý vị, là Nguyễn Tiến Dũng. Ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay. Thưa quý vị, cho Dũng xin tiếp lời với anh Nam Lộc là bởi vì hồi nãy giờ thấy anh và Diễm Liên, rồi anh Trung Nghĩa, Nghĩa Sửa rồi ngồi ngẩn ngơ, say mê để nghe những cái câu chuyện tình ngày xưa. Thì chuyện ngày xưa, những cái lời mà nói xa, nói gần, rồi những cái lời mà bay bổng như vậy mà bây giờ tìm không ra, thưa quý vị. Tất cả nó đều nằm trên mạng xã hội. Rồi nó có hơi xuồng xã hơn, rồi nó lại thực tế hơn, rồi nó lại có cái điều gì đó. Nó không có còn đẹp như ngày xưa. Đúng không anh? Do đó mà bây giờ mà ngồi đây nghe chính tác giả của những cái bài hát mà rất là liêu trai chí dị rồi xong rồi kể những cái lịch sử, những cái lý do mà tại sao những cái bài hát này, những cái bài hát huyền thoại này và trở thành bất tử thì thật là thú vị, thưa quý vị. Và em ngồi đây em còn biết là anh thích mùa thu nữa, cho nên vừa mới khu chương vương khung cửa mùa thu để này làm Mùa Thu Lá Bay nữa. Tuyệt vời, em cảm ơn anh. Anh có biết là cái show ngày hôm nay em căng thẳng lắm không vậy anh? Căng thẳng lắm, thưa quý vị. Ảnh đã gửi nguyên một cái chương trình trước, xong rồi gửi lời, thưa quý vị. Rồi gửi từng bài để nghe trước. Rồi xong rồi ảnh tới đây là sớm nhất trong lịch sử của những cái đêm thứ. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, Dũng là ngồi nghe mà uống từng lời của anh luôn, quý vị. Bởi vì có những cái chuyện mà thật sự nó là
Anh là một người nhạc sĩ, ca sĩ của nhiều thế hệ, của nhiều cái thăng trầm của lịch sử, của nhiều chế độ và của nhiều quốc gia luôn thưa quý vị. Những bài hát của anh vừa có Hồng Kông, Đài Loan, rồi Mỹ, rồi Pháp đó thưa quý vị. Một lát nữa có những bài hát Pháp rất là hay. Rồi anh có những cái trải qua những cái giai đoạn mà thay đổi của nền văn hóa Việt Nam, từ nhạc Việt rồi nhạc Pháp rồi tới nhạc Mỹ, rồi rất là hay thưa quý vị. Đây là một cái kho tàng mà chắc là anh phải lên SYB Hip Hop nhiều lần để tất cả chúng ta đều khai thác cái mỏ vàng quý giá này thưa quý vị, đúng không em? Nếu mà không khai thác cái mỏ này uổng lắm quý vị. Vâng, và bây giờ thì Dũng xin được gửi đến quý vị nhạc phẩm Lời Việt của Lệ Thanh nha quý vị, bài hát Mùa Thu Lá Bay. Anh đã từ chối bởi vì anh sợ bị trao support quý vị. Bây giờ phải thử DNA cái bài này coi nó coi là Lệ Thanh với Nam Lộc là như thế nào. Một ngày sống bên anh sẽ buồn đời, dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm. Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng đem trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi sao nhiều cay đắng, tình dấu đắm say người cũng xa ta rồi. Ngồi ôm môi duyên tình chưa chan, nghe tình yêu trong tâm hồn. Mùa thu lá bay em đã đi rồi, vỡ ta nỗi bao giấc mộng lứa đôi. Giờ đành lìa xa thế nhân sâu đau, hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Ta trở về với những thập niên 70. Dũng có cảm tưởng cho mình là Đặng Quang Vinh, còn đây là Chân Trân. Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm. Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng đem trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say người cũng xa ta rồi. Ngồi ôm về thương lòng đớn đau, nghe tình duyên xiết trong tim sâu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, vỡ ta nỗi bao giấc mộng lứa đôi. Giờ đành lìa xa thế nhân sâu đau, hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Yeah. Cảm ơn anh. Và em có đầu tư đó anh, nhờ cái đầu tư đó. Nhờ cái đầu tư, cái gì cũng vậy, có đầu tư là hay. Và hay nhờ đầu tư. Và anh Nam Lộc cũng đã đầu tư rất là kỹ cho đêm nay. Em rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Dù đó chính là một cái sự áp lực quá lớn thưa quý vị. Thưa quý vị, anh này anh mang oan cho tôi. Anh là người sắp đặt chương trình. Anh là người yêu cầu tôi phải đưa những cái lời, những cái bài hát. Bây giờ anh lại nói là tôi áp anh lực quá tôi, kỹ thưa quý vị. Anh sắp xếp bài nào, bài thứ nhất, bài thứ nhì, bài thứ hai, bài thứ ba.
thì đối với một người mà quá tôn trọng khán giả, quá tôn trọng, và không, ý em nói đây không phải là Trung Nghĩa với lại Nghĩa Sửa không tôn trọng những chương trình nào giờ nhưng mà anh quá trời quá đất luôn, cái gì do đó mà Dũng nói em sẽ mặc cái sườn xám này để cái xí xẩu vậy để hát cái bài Mùa Thu Lá Bay. Vậy, hát mà có nhạc sĩ kế bên nó sợ lắm vì nó căng thẳng lắm, vì anh biết anh là một cái nỗi mà ám ảnh quá lớn đối với anh em. Không, không cứ hát đi, nãy Nam Lộc nó không giống như một chạch thôi. Vâng, thưa quý vị, bài này cũng mang nhiều kỷ niệm, và một trong những kỷ niệm mới gần đây nhất là nhà nước Cộng sản Việt Nam, Hội Bảo tồn Văn hóa tự nhiên gửi cái bưu qua bên Asia đòi tiền bài Sài Gòn Đêm Vĩnh Biệt và bài Mùa Thu Lá Bay. Yes. Thì tôi mới viết thư lại cho Hội Bản quyền, tôi nói là ở Việt Nam quý vị không cho người ta nghe bài Sài Gòn Đêm Vĩnh Biệt, quý vị cấm ca sĩ hát bài này, mà bây giờ quý vị lại đòi tiền Asia bản quyền bài này, thì tôi không hiểu tại sao. Vô lý ha. Dạ, vâng. Yeah. Tôi phải đòi luôn tiền bản này, thì tôi mới nói còn bài này là tôi viết lời Việt. Thì họ mới nói là không, bài này thì tôi chỉ đòi Asia 50% thôi. Tôi bảo đúng rồi, thì còn 50% của ngoại quốc mà. Nói, không, tiền nhạc là tôi mua bản quyền ở Đài Loan rồi. Tức là muốn nói gì nói. Thành ra tôi chỉ bill Asia 50% nhạc thôi. Thế bảo, thế còn bài Sài Gòn Vĩnh Biệt thì tại sao ông bill 100%? Cái là tụi tôi quét lộn. Quét là scan lộn. Đó. Tôi bảo nếu mà cái bài hát nó không nằm trong cái system của quý vị thì làm sao quý vị quét được. Thì đây là cái kỷ niệm thôi. Nhưng mà dù sao chăng nữa, khi mà ca khúc của mình được ngay cả nhà nước cũng claim thì cũng là một cái điều vinh hạnh. Nhưng mà anh Tiến Dũng, không phải lỗi tôi, cái bài Mùa Thu Lá Bay là cái tên nó là Mùa Thu Lá Bay rồi. Chứ không phải là tại tôi viết bài đó là Mùa Thu. Nhưng bài này mới là Mùa Thu. Thưa quý vị, trong số những kỷ niệm thì đây có lẽ là kỷ niệm đậm đà nhất đối với tôi. Lần đầu tiên được gọi là nhạc sĩ sáng tác. Thực sự là tôi ăn ké bài này với nhạc sĩ Tùng Giang. Tùng Giang đã viết nhiều nhạc phẩm ở Việt Nam và Tùng Giang giỏi về nhạc. Hai anh em ngồi buổi tối, tôi còn nhớ hoài, ở trên cái hotel Katina là nơi anh Tùng Giang có căn phòng ở trên lầu cao, buổi tối 1-2 giờ đêm, đúng là mùa thu. Mùa thu ở Sài Gòn thì không có đến nỗi lạnh hay là có sương mù, nhưng một phần nào đó vắng lặng của bầu trời, vắng lặng của tĩnh mịch, của cái không khí của đường phố, anh em chúng tôi đã viết bài Anh Đã Quên Mùa Thu. Thực sự khi tụi tôi viết gọi là Em Đã Quên Mùa Thu, nhưng mà cô Khánh Hà là ca sĩ được giao trình bày ca khúc này đầu tiên, cho nên cô là con gái, cô sửa thành Anh Đã Quên Mùa Thu. Và ngày hôm nay thì có người bạn rất thân của Tùng Giang cũng ngồi ở đây, cũng như là với các anh chị liên quan đến nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu là Diễm Liên. Tôi có nhờ Diễm Liên cùng hát với tôi để nhớ lại cái kỷ niệm này, và cũng để tưởng nhớ đến một người bạn đa tài của tôi là nhạc sĩ Tùng Giang. Xin tặng ca khúc này đến cho tất cả những người yêu mùa thu và yêu Tùng Giang. Anh đã quên mùa thu, anh đã quên mùa thu, anh đã quên mùa thu, anh đã quên mùa thu. Bây giờ là mùa thu, chiều vàng khói sương mù, hàng cây khô sâu hiu hắt đứng trong mưa, mưa như lệ từ xưa, lệ thấm mây cho vừa, lệ thương hoa phượng rũ anh qua.
một thời đã qua. Thù mang cho người yêu một đời xót xa. Mùa thu đã xóa hết cơn mong chờ, mùa thu sẽ cất dấu chân. Một người bước đi để tình ước mi. Hôm nay trời vào đông, tình đã chết trong lòng. Niềm cô đơn chợt đến, anh đã quên. Một thời đã qua, thu mang cho người yêu một đời xót xa. Mùa thu đã xóa hết cơn mong chờ, mùa thu sẽ cất dấu chân. Một người bước đi đã chết trong lòng. Niềm cô đơn chợt đến, anh đã quên mùa thu. Anh đã quên mùa thu. Anh đã quên. Diễm, cảm ơn Song Nghĩa và cảm ơn quý vị cảm nữa ơn Tiến Dũng. Cô Quỳnh Giao Tô nè, yêu chú Nam Lộc và Diễm Liên tối nay ghê. Cảm ơn anh Nghĩa Sửa và chú guitar Hoàng Nghĩa nữa. Thu Nguyễn hay quá. Quá tuyệt vời, Bằng Lăng Tím, Chi Phạm, Bố Già Sài Gòn hay quá. Trời đất ơi, chết rồi anh ơi, anh đầu tư kiểu này. Những cái chương trình sau này thì sao em, tụi em sống nổi. Thưa quý vị, xem như là chúng ta được nửa chương trình như phải không em? Dạ, bây giờ như vậy nè. Dạ, vâng. Anh đúng là nửa chương trình, bởi vì chỉ có anh mới biết được là bài thứ mấy đó là nửa chương trình. Thưa quý vị, khi mà anh nói như vậy có nghĩa là anh muốn cái điều gì đó, nhưng mà như vậy thưa quý vị, trước khi anh anh nói về cái điều đó thì chắc có lẽ là quý vị thấy sau lưng của năm anh em. Đó chính là một cái điện Capitol và mùa hoa anh đào, thưa quý vị. Em muốn anh đều đề cập đến điều đó. Thưa quý vị, khi mà Dũng đưa cái hình nền này ra cho anh Nam Lộc, thì ảnh lặng đi một chút rồi ảnh gật đầu liền, thưa quý vị. Qua đó thì chúng ta mới thấy rằng anh Nam Lộc đã yêu cái nước Mỹ như thế nào, thưa quý vị. Bởi vì anh là đại sứ di trú, thưa quý vị. Nếu mà quý vị mà... ở miền Nam Cali, như là Dũng hay lái xe đó thì Dũng rất là yêu, phải dùng từ là yêu cái tiếng nói và nội dung
trong cái chương trình về Dư Trú của anh Nam Lộc và chị Minh Phượng, thưa quý vị. Anh rất là nhã nhặn, rất là kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của những người Việt xa xứ lo cho mẹ, cho chồng, cho con, cho gia đình khi mà bảo lãnh qua đây. Và có nhiều những cái câu hỏi mà nó cứ hỏi đi hỏi lại cái gì đó mà ảnh mình Dũng lái xe mà Dũng còn quạo vậy đó, mà anh vẫn kiên nhẫn mà anh trả lời với cái tông mà rất là nhẹ nhàng, mà chắc là cái người đó hồi nãy chắc ta hỏi hết chương trình quá, tại vì ta thấy ủa sao hỏi ông này ông dễ thương như vậy. Nó tới như vậy, thưa quý vị. Và đằng sau lưng của năm anh em đó, đó chính là thủ đô của nước Mỹ. Thì Dũng lặp lại một lần nữa là với cái tâm tình và cái thái độ, cái ánh mắt của anh Nam Lộc vào ngày cái nghe mà em đưa cho anh coi cái hình này, anh ấy ồ nếu vậy thì anh nhận lời cho cái show của tối thứ ba. Thì Dũng mới cảm nhận được là anh yêu nước Mỹ này như thế nào. Một hình ảnh của điện Capitol đem đến cho tôi vô cùng cái lời tri ân của đất nước này. Không biết bao nhiêu lần tôi đến đó để vận động, biết bao nhiêu cái dự luật cho đồng bào tị nạn, đấu tranh cho quyền lợi của người tị nạn. Gần đây nhất là đấu tranh cho việc trục xuất người tị nạn về Việt Nam. Và chúng tôi đã được các dân biểu Michel Steele cũng như là ông Luke Correa đã đưa ra một cái đạo luật để cấm trục xuất những người tị nạn Việt Nam về lại Việt Nam. Đây là một cái đạo luật rất là quan trọng, bởi người ta đã bỏ nước ra đi sang Hoa Kỳ. Có những người thường trú nhân chưa có quốc tịch cho nên vô tình phạm tội. Bây giờ người ta đã trả cái tội đó ở bên Mỹ. Sau khi thụ án xong rồi lại đưa người ta về Việt Nam xem như là một cái bản án tử hình hay là bản án chung thân vậy. Thì rất may là các nhiều dân biểu cũng đã nhận lời hỗ trợ. Thành ra cái điện Capitol đã giúp cho tôi suốt hơn 40 năm qua biết bao nhiêu lần lê gót ở trong cái hành lang. Đúng như người Mỹ nói là vận động hành lang đó. Từ mà tới đó nhiều khi lê lết để chờ gặp một vị dân biểu cả mấy tiếng đồng hồ, cứ ngồi ở hành lang gặp người này người khác. Đó là những hình ảnh đẹp của nước Mỹ dân chủ. Mình là một người tị nạn nhưng họ vẫn tiếp đón mình, họ lắng nghe mình và họ chấp thuận những cái đề nghị của mình nếu thấy nó hợp lý. Xin cảm ơn Dũng đã chiều anh và cho cái hình ảnh rất đẹp, vừa hoa anh đào vừa điện Capitol. Yeah, dễ thương quý vị. Cái ông Bắc Kỳ 45, 54 này, trời ơi, dễ thương lắm, nền nã mà rồi lịch sự mà lời lẽ lời lẽ của nhạc mà đã làm mình tê tái. Thì bây giờ quý vị thấy em thì quý vị, có sao tôi nói vậy anh. Đó em khen đó. Và thưa quý vị, cái lần vừa rồi thưa quý vị, cái tấm lòng của anh Nam Lộc là ảnh rất là dàn trải cho những cái thân phận, trong đó có thân phận của những người con lai mẹ Việt cha Mỹ đó, thưa quý vị. Và vừa rồi ngay tại Houston đó, thì ảnh cứ đứng ngay cái bàn mà của những người con lai, và anh thấy rằng đây là những cái gương mà để chúng ta phải học hỏi về cái tình yêu của họ trong cái, một cái cộng đồng của những người con lai. Xin mời anh về cái DNA đó. Dạ vâng. Dũng đây đúng. Tôi cũng cứ đi với các em từ ngày chúng nó còn bé tí xíu vậy. Thậm chí năm 91 tôi về tận trại Đầm Sen ở Phú Lâm đi với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để lo cho các em. Năm 85 các em lai đã được qua trại tị nạn. Khi sang Hoa Kỳ rồi thì tôi vẫn cứ đi sát với các em. Tôi khuyến khích là các em phải lập những cái hội đoàn để đại diện cho mình, tranh đấu cho quyền lợi của mình. Rất là vui trong kỳ vừa rồi tại Houston thì thưa quý vị, các em đã biết đoàn kết với nhau. Các em hùn tiền lại mua những cái DNA kit đó, để gửi về cho những người bạn đã bị kẹt lại hay bị từ chối cách đây 3-40 năm rồi, không được đi. Xong rồi bây giờ cái phương pháp DNA cho các phép các em được thử nghiệm và chứng minh bố các em là ai, thì người ta tìm ra tên của người cha, đơn vị người cha, thậm chí điện thoại của người cha bây giờ. Thì sau khi họ verify rồi đó thì vào khoảng cả chục gia đình Dũng đã gặp đó đã đến được Houston, nhiều nơi khác nhưng mà tại Houston có khoảng hơn một chục gia đình. Các em đi làm cực khổ, có em thì đi làm nail, có em sửa xe, có em đi bán hàng, đi làm chạy bàn, tính tiền trong chợ. Nhưng các em cũng biết bỏ tiền ra để giúp những người bạn bất hạnh của mình. Những điều đó nó làm tôi xúc động vô cùng, và các em đã cho phép tôi được chia sẻ cái nỗi niềm đó và cái niềm vui đó trong cái thời gian mà chúng ta gặp các em vừa rồi.
Và thưa quý vị, với tình yêu của chúng ta dành cho nhau thì không có gì là không thể nha quý vị. Không có gì là không thể hết, đúng không anh? Hôm bữa Dũng nghe anh Tâm Lộc nói Dũng cũng rất là cảm động. Nhưng mà Dũng nói anh hãy dành cái nội dung đó cho cái show ngày hôm nay. Dạ. Bởi vì hôm bữa ở Houston thì đã cuối chương trình rồi, đúng không anh? Dạ, vâng. Dạ, em cảm ơn anh đã chia sẻ điều này. Dạ, vâng. Đó rồi, là cho anh cảm ơn các bạn con lai, đặc biệt là tình lai không biên giới, đã đóng góp và giúp đỡ cho những người bạn không may của mình. Đây là một cái gương đoàn kết, tôi có nói với lời Tiến Dũng là ai cũng có thể học cái tấm gương đó để giúp cho đồng loại, để giúp cho đồng bào, để giúp cho người thân. Dạ, vâng, cảm ơn em. Rồi, mình trở lại phần 2 nha. Rồi bây giờ là mình quay thả dạng đó, phần đầu là nghiêm túc đúng không anh? Dạ vâng, thưa quý vị, phần nào thì cũng nghiêm túc cả. Vậy là... Tuy nhiên em ráng gài để cho trở thành cái sự không nghiêm túc mà rốt cuộc anh cũng bắt quay về nghiêm túc. Tuy nhiên thì phần 2 có những cái ca khúc mà cả ba anh em chúng tôi chưa bao giờ hát hết. Thành ra chúng tôi dồn sang phần 2. Nhưng mà quý vị, nhiều người yêu thích những cái ca khúc này, cho nên tôi cố gắng chọn lựa để mời Diễm Liên cũng như là Tiến Dũng cùng giúp gửi đến quý vị. Nếu có những điều gì sơ sót, quý vị tha thứ cho. Riêng hai anh Nghĩa này thì các ông ấy đàn những bài này như cháo rồi, nhưng mà chúng tôi thì chưa có cơ hội được hát mà thôi. Bài cái thứ 6 không biết là cháo này cháo gì thì thôi. Thì cháo gì, sườn hay là chín cháo gì đợi, bào ngư. Chín gì đần như cháo, bởi vì ăn cháo hoài không được cơm nữa. Và thưa quý vị, cháo cái bài ngư. Cuối cùng sẽ là cái bài cuối cùng sẽ là cái bài hay nhất nha quý vị. Rất là tuyệt vời luôn, và Dũng rất là mong chờ để được nghe và được bè cái bài cuối cùng nha quý vị. Quý vị đang ở đến cuối cùng. Bây giờ mình vô lại, nhưng mà em hỏi anh Nam Lộc trước là cái bài mình chuẩn bị mình hát á, là nhiều người hát lắm, hình như cả thế giới, trên thế giới người Việt Nam ở đâu là hát bài này. Nhưng mà em hỏi Nam Lộc là anh viết cái lời này lúc nào vậy? Năm 1972. Wow. Tức là như mà 52 năm nay rồi. 52 năm hả? Dạ vâng. Thưa quý vị, bài này nguyên tác là bài The Cowboy Work Is Never Done. Công việc của anh chàng cowboy thì không bao giờ hết cả. Đó là thoát dịch như vậy. Bài này của Sonny and Cher. Rồi thì tôi thấy nó hợp với tâm trạng và tâm sự của một người con gái. Cô này tên là Lãng Vân. Lãng Vân là mây, lãng là nó bay lang thang. Chứ không phải là lãng vân hay là Lãng Vân là lãng, là lãng mạn hay là... Lãng hay con gọi là điếc tai cũng là... Thưa quý vị, ngồi đó cạnh mấy ông này không thể nào sáng tác được. Mình đang đưa hồn mình vào... đó, em nói là không còn nghiêm túc nữa mà anh không chịu. Vâng. Thành ra nếu quý vị nào mà có tặng cho mấy ông này, quý vị nên dồn hết cho tôi và Diễm Liên, những người phục vụ khán giả một cách tận tình, cũng như anh Trung Nghĩa, ngồi yên, thưởng thức. Chứ không phải là hai ông này làm mất hứng hết. Cô Lãng Vân này đó có một cái tính ở Việt Nam, thưa quý vị, thường thường mà bố mẹ mà đi chơi đó, bố mẹ cấm, xong rồi các cô ấy hay trốn nhà đi ra, đi gọi là ban family, đi bùm thì về tới nơi bố mẹ đánh, xong bố mẹ nói lần sau đi hỏi đàng hoàng xin phép bố mẹ cho đi, nhưng không bao giờ xin phép cho đi hết. Yeah, đúng. Tức rồi, là đúng nói rồi. Như vậy. Yeah. Nhưng mà mỗi lần xin phép nó không đi đâu cả, ở nhà đi học. Thành ra các họ cái tuổi trẻ mà teenager mà thời đó, cho nên chúng tôi thường có những câu chuyện như là hippie choi, hippie bụi đời. Thì chữ bụi đời tức là bỏ nhà đi chơi bùm xong rồi về trễ thôi, chứ không phải là bỏ nhà luôn. Thì cô này là một trong những người hay bỏ nhà đi, cho nên tôi viết Mây Lang Thang. Ca khúc này anh Nghĩa hỏi ở đâu ra thì tôi xin lập lại, đó là cái câu chuyện mà tôi viết ca khúc này. Mà cái lời sao hay vậy? anh viết cái lời em mà ngạc nhiên là em không biết cái bài này của anh viết lời luôn á. Đó dạ yeah. Mà em không biết cái người mà hát á, tại vì nó tới 52 năm rồi, nó không nó, phải nó có nhiều người hát không muốn trả tiền cho nên không biết tác giả là ai cả. Điều này tôi đã chứng kiến nhiều rồi. Sự thật là như vậy. Tại vì em không biết. Nhưng mà thực sự là biết thì phải trả tiền tác quyền. Yeah. Giống như là giống Mùi Thôi Lá Bay đi tìm cái ông Lệ Thanh ở đâu ra để trả. Đâu có. Vì... Y nhặt khéo á. Bài hát này tôi xin phép để mời anh
Tiến Dũng cùng hát chung với cô Diễm Liên quý vị nhé. Mời quý vị nghe và cùng hát theo Mây Lang Thang. Bye.
sao giờ đây mấy con ngơ ngác lang thang về đâu. Xin dừng trên mây với nhau một câu, xin đừng cần đi với nhau dài lâu. Xin dừng trên đó với nhau một câu, xin đừng cần đi với nhau dài lâu. Quá phải không quý vị? Anh đang lọt em trong cái bài này ra, em thấy là... mặt anh phê phê là em thấy vui anh rồi. Anh thích câu nào nhất trong cái bài này? Wow. Mỗi câu nó có một ý nghĩa, nhưng mà câu hỏi thích câu... nhất thì không dám gọi là thích nhất, nhưng mà câu mà theo tôi nó gần gũi nhất với cái ý nghĩa bài hát, tức là mấy lang thang, cái cô này bụi đời mà. Dạ. Cô này rất là dễ dụ. Đây là hai câu nó diễn tả. Tại vì cô này là nghe gió, gió dụ cái là bay lên trời cao liền. À. Rồi, xong rồi ân ái với những vì sao ở trên trời. Yeah. Anh, nhưng mà cái có cái câu kia nữa, xin đừng câm nín là sao anh? Là rên á, là rên, rên cho to. Xin đừng câm nín. Oh yeah, oh yeah. Đời tôi... Đó, không có nghiêm túc được anh thấy không? Em nói rồi không? Không tin em. Nhưng mà em nghĩ chắc cái câu anh thích nhất là đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu, đúng không anh? Dạ vâng, cái đó là... thì cái là tùy mỗi người. Chắc anh nghĩa. Cái đó là... ông ấy đó đời của anh Nam Lộc. Dạ vâng, thưa quý vị, anh Trầm Tử Thiên, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên nói một câu rất là ý nghĩa. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ hoài. Người ta hỏi ông ấy về tâm sự của những ca khúc ông viết đó. Ông ấy đừng bao giờ tin mấy anh trai nhạc sĩ hết. Mình chả muốn nói gì cũng được hết. Đó là anh Trầm Tử Thiên nha quý vị. Dạ đúng rồi. Đấy là... Tại vì anh Nam Lộc nói hôm nay nhanh lắm. Chỉ mỗi tiếng rưỡi là xong chương trình này. Vậy là chú Trầm Tử Thiên nói đúng. Thì đó, hôm nay Liên hát bài là Mây Lang Thang đúng. Tại anh nói là cái bài này cô này bị dụ mà. Đó, bị dụ đó. Không bao giờ nên tìm các ông nhạc sĩ cả. Cái cô này dễ dụ. Dễ mà chương trình hôm nay 1.5 là cao nhất. À, không, tại vì mình... Quý vị ơi, hơn 1.5 đó. Ai mà thấy rằng là... bonus gì đó thì cứ việc nha quý vị. Nhưng mà overtime. Có một điều cần phải khai ở đây là tôi viết bài này như anh Hoàng Nghĩa nói, nhiều người hát quá đó, cái người ta quên luôn là bài này là nhạc ngoại quốc. Người ta không biết là đòi tiền công thành đi. Đúng vậy, chuyên môn nhỉ. Nhưng mà những danh hài ở bên Việt Nam sử dụng cái bài này của anh là rất là nhiều. Chỉ một hai câu đầu thôi là người ta cười rồi. Nhưng mà cái kỷ niệm ở chỗ và cái điểm đặc biệt là người ta quên luôn nhạc, đây là nhạc ngoại quốc. Rồi thì cái bài này được đưa sang bên Hồng Kông để họ làm medley đó. Yeah. Thì mấy ông Hồng Kông mới lấy bài này, ông thấy ăn khách của ông ấy dịch lại tiếng Anh. Cái tôi bảo tôi chết rồi. Bây giờ bài là đời cao của, bài tác giả của Sonny and Cher. Bây giờ mất luôn bài của mình. Yeah. Nó đã thành một thằng cha Nam Lộc cho viết là Mây Lang Thang thì ông không biết rồi tại vì ông đâu nghe tiếng Việt. Bây giờ lại dịch cho tiếng Anh là Wonder Cloud. Nó chết cha bài này, tôi như đổi tên. Khi mà sau 75 thì tôi không còn soạn lời Việt nữa, mà tôi phải dịch lời Việt. Là bởi vì mình ở bên này, mà mình hát nhạc người ta, mà mình hát, giống như mình cướp lời người ta, nó kỳ quá. Thành ra đa số những ca khúc mà quý vị nghe ở trên Asia, như là bài Glory Sunday, hay là bài My Way mà anh Nguyễn Khang hát là tôi dịch sát lời. Nhưng mà những ca khúc mà Hoàng Nghĩa vừa hỏi, tôi đều viết trước 75. Bài hát kế tiếp cũng mời nghe, quý vị cùng nghe, mà anh Hoàng Nghĩa mới hỏi. Cũng là lần đầu tiên ba anh em chúng tôi hát, nhạc phẩm có tên là Chỉ Còn Là Giấc Mơ Qua. Yeah. Tôi viết lời Việt từ nhạc phẩm Yellow Birds. Mời quý vị cùng nghe sau. Giờ đây lưng ta
xa cách và một đời than chơi, rồi cuộc tình bay mất và một người đi khuya, tình chỉ còn cay đắng để chỉ còn xa vắng, để chỉ còn nắng vương cuối đường. Xóa cuối giường đầu, nhớ ngày anh đón em góc trường, e ấp hẹn cùng phút vương. Anh nhớ ngày anh đón em cuối đường, dù đường loang vết nắng, nắng vẫn lung linh màu. Ôi giờ đây còn đâu ngọt ngào đôi má hồng, thôi giờ đây tìm đâu để mùi hương ngát nồng. Ngày tàn dần như khói, chiều buồn dần buồn lối, một mình lang thang cởi nắng trói, ngày nào ta chung lối nhẹ nhàng đan tóc rối, chỉ còn là giấc mơ qua rồi. Quý vị. Hay quá, chú cảm ơn Nghĩa. Lâu lắm rồi wow. Em được nghe lại bài này mà lần đầu tiên em hát bài này. Không có tập dượt thì hết. Dạ vâng. Nhưng mà là hay, nhiều cái tập dượt là không hay. Và em chắc chắn là khán giả những người mà đang nghe thế nào cũng tìm cũng hát quá trời nè. Cũng hát hát thầm thầm trong trời ơi, bài này mấy chục năm giờ mới nghe lại. Trời ơi muốn khóc luôn. Trời ơi. Khóc anh nào nghe bài nhạc mà cứ khóc hoài dạ, tại vì đó là hoài niệm thưa quý vị. Vâng, đúng rồi. Chứ bài này đâu có buồn gì đâu. Dạ, bài này. Nhưng mà mỗi một bài hát nó làm cho người ta nhớ về những cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Ví dụ như là có những cái bài mà hồi đó của anh Việt Dũng với anh Nam Lộc. Nhà em không có cái máy cassette. Nhưng mà nghe ở bên nhà cái bên cái vách gỗ đi mà bên nó mở, mình gõ gõ, mở lớn lên. Bây giờ nghe lại những cái bài đó của chị Khánh Ly hát, em cũng muốn khóc luôn, mặc dù có những cái bài nó làm cho mình nhớ lại cái thời mà khổ quá đó. Rồi cái tự nhiên cái bao nhiêu cái hình ảnh rồi bao nhiêu cái hoài niệm nó hiện về nó làm mình khóc. Dạ. Có lẽ khổ mà cái thời đó gọi là thời bao cấp. Như nghe hai cái từ đó ăn đồ luôn. Chị Phương, cô Phương Sài Gòn,
của Phượng Sài Gòn đó là ồ nhiều bài của anh Nam Lộc quá mà ngày hôm nay mới biết là của anh. Yeah. Tại dạ anh giấu mà anh sợ trao support không, thưa quý vị, hoàn toàn không có. Dạ vâng, chờ tới tiểu anh không có. Yeah. Anh nhớ ngày anh đón em cuối đường nè, trời đó, những cái câu hay là mềm như chiếc lá thôi quý vị, hồi đó em thích rồi là mềm như chiếc lá đó quý vị. Biết lá này là lá gì vậy anh? Lá diêu bông của anh. Thôi bây giờ thưa quý vị, đừng nghe ông này với tán xạo là mất hứng hết. Bây giờ chúng ta trở lại nguồn cảm hứng, chúng tôi mời quý vị nghe nhạc phẩm mà tôi lấy tên là Cho Quên Thú Đau Thương. À, đau thương cũng có một cái thú, nhiều khi có những người ngồi nhà nhậm ngấm cái tình yêu đổ vỡ và nghĩ lại những cái kỷ niệm và họ cho đó là một cái thú. Nhưng mà chắc nhiều người này cũng đã uống thuốc từ từ hết rồi nếu mà cứ ngồi nhà mà buồn như vậy. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe ca khúc Cho Quên Thú Đau Thương, và bài này cũng là một trong những cái thử thách của chúng tôi, cũng không biết là hát như thế nào. Quý vị thương hồn ai nó giữ anh Nam Lộc với anh Dũng. Cho tôi quên đi nỗi ưu phiền cuộc đời, cho tôi xin sống mãi trong tình yêu, cho tôi mang đôi cánh chim chiều lạc loài, cho tôi theo câu hát lên tuyệt vời, cho tôi cánh la rơi bay man mác khắp nơi, khi em đến với tôi nhớ đôi môi này, cho tôi mái tóc xanh xanh như đáy mắt em, đem theo hết nhớ nhung vui đầy, cho tôi yêu tia nắng tan dần buổi chiều, cho tôi mơ mơ lúc hôn người yêu, cho tôi đi khi khói sương mơ đợi chờ, cho tôi ngân hết muôn lời thơ, cho tôi những đám mây trôi đi khắp đó đây, theo cơn gió ngất ngây lãng quên tháng ngày, cho tôi những ngón tay khi em nắng tim tơ, như khi có giấc mơ lúc em mong chờ, cho tôi lúc âu thơ khi chưa biết nhớ mong, khi chưa biết sống trong thú đau thương này, cho tôi chắc cánh bay như khi uống rất say, cho tôi hết đắng cay thú đau thương này. Cho tôi theo câu hát lên tuyệt vời, cho tôi cánh la rơi bay man mác khắp nơi, khi em đến với tôi nhớ đôi môi này, cho tôi mái tóc xanh xanh như đáy mắt em,
tan dần buổi trưa cho tôi mơ mơ lúc hồn người yêu cho tôi đi khi khói sương mơ đợi chờ cho tôi ngân ngân hết muôn lời thơ cho tôi những đam mê trôi đi khắp nó đây theo cơn gió bất ngây lãng quên tháng ngày cho tôi những ngón tay khi em nhận phim thơ như khi có giấc mơ lúc em mong chờ cho tôi lúc ngâu thơ khi chưa biết nhớ mơ khi chưa biết sống trong cú đau thương này cho tôi chắp cánh bay bay như khi uống rất say rất say cho quên hết đắng cay cứ đau thương này em tưởng là ngân 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 nhé mà em thắc mắc anh Lộc tại sao mà thú đau thương là sao mà sao giờ rồi. Là người đau thương vậy anh sao là thú đau thương cái này là một là người ta tôi vừa nói lúc nãy đó có những người người ta ngậm nhắm những cái đau thương đó và tôi ngồi tôi nghĩ lại đó là một cái thú của người ta à họ thích đau thương đau khổ giống như Trung Nghĩa vậy phải không đúng là năm đời vợ vậy đó. À, đúng, em đúng, hiểu đúng rồi bây giờ em mới hiểu đó đúng như vậy em hay em... quá lâu lắm em mới nghe được bài này thích ghê yeah. Chắc là mình phải mới phải làm lại cái bài này coi, 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 mình làm mới lại bài đã. Này về sau mình làm coi, mới em, bài coi, này coi, 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 khóc không có ai khóc không quý vị yeah. Trời ơi hay quá An Nguyễn nè anh Tiến Dũng anh Nam Lộc và Diễm Liên hát hay quá hay tuyệt vời dạ, cảm ơn Maggie Dương Khánh Khinh Nguyên đem nhạc quá tuyệt vời Chi Phạm 67 cảm ơn những nhạc sĩ, ca sĩ chương trình hay quá đi. Dạ, yeah. Rồi. A Phón khi đặt hết tâm mình vào việc gì thì ác sẽ thấm đậm vào lòng người. Cảm ơn chú Nam Lộc và chương trình. Lệ Hồ, con cảm ơn chú Nam Lộc, chú Nguyễn Tiến Dũng và cô Diễm Liên. Cùng ban nhạc đã cho chúng tôi nghe lại những bài hát nhiều kỷ niệm này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Thấy chưa? Bích Ngọc Nguyễn, I like bè. I like bè. Thấy chưa? Yeah. À, Chi Phạm, em thích anh Dũng. Bè cao rất rất tuyệt vời. Đó. Cái giọng này là giọng. Giao người bè thấp khó à. Yeah. Cái bè cao này là gọi là tenor mà tenor thiến. Tenor thiến. Tenor là cao này mà thiến. Nó còn véo von nữa. Lần đầu tiên em nghe. Có. Câu mà tenor thiến. Có tenor là cao lắm rồi. Mà tenor thiến có nghĩa là... Nó véo phone. Cảm ơn Tiến Dũng. Thưa quý vị, để quý vị không bị mất cảm hứng, chúng tôi lại... Đó là sự thật mà cười gì trời. Em nói sự thật, tenno thiến. Chúng tôi lại đưa quý vị vào một ca khúc nữa. Bài hát này tôi đặt tên là Một Thời Để Yêu. Bài hát này tôi đã giao cho đôi song ca... Minh Xuân và Minh Phúc hát khi còn ở Việt Nam rất là thành công. Đến bây giờ thì Phúc đi rồi nhưng mà Xuân thỉnh thoảng vẫn hát một mình để nhớ người yêu của mình, người nhớ người chồng của mình và nhớ mãi cái kỷ niệm đó. Hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng nghe ba anh em chúng tôi hát một lần nữa cũng lại võ tự do. Quý vị thông cảm. Đôi khi lúc đấy tôi hát ngất nồng thì con này hát ngất ngây. Dạ, yeah, cứ loạn cả lên. Vậy mới là live với anh Lộc nha. Vâng, yeah. Quý vị thông cảm cho, quý vị đừng có trừ bớt lương. Có ai thêm lương thì thêm nha, cái này là overtime rồi đó. Quý vị nhớ super chat quý vị nha.
cuộc đời. Cất tiếng hát cho một người có mắt biếc soi nụ cười, tươi như cánh hoa tình ai. Đã biết nói yêu một lần sẽ thấy đớn đau thật gần, sẽ thấy nắng phai nhạt dần khi vương vấn trong tình yêu. Đời là một lời để yêu, yêu cho bao niềm lẻ loi, yêu cho bao nỗi đắng cay, yêu cho quên từng ngày tháng. Tình là một lần ước mơ, mơ cho bóng đêm lẻ loi, coi những chiếc lá úa rơi giữa chân trời và trời tối. Có biết đắng cay một lần mới tiếc nuối ân tình này, mới biết nhớ mong từng ngày như khi thấy ta lần cuối. Hết đắm đuối trong cuộc tình, hết tương ngóng trong người tình, sẽ thấy đớn đau một mình như khi tiễn nhau lần cuối. Đây là một thời để yêu, như cho bóng đêm lẻ loi, như cho bao nỗi đắng cay, như cho quên từng ngày tháng. Tình là một lần ước mơ, mơ cho bóng đêm lẻ loi, với những chiếc lá úa rơi từ chân trời vào trời tối. Oh yeah. Chú Nghĩa, cảm ơn Vi Cái, Phương Sài Gòn, Wow Nhạc Pháp nha. Super chat cho anh Trung Nghĩa đi, super chat nha quý vị. Chúa đánh sáng cho cuộc đời, cất tiếng hát cho một người có mắt biếc soi nụ cười, tươi như cánh hoa tình ai. Đã biết yêu một lần sẽ thấy đớn đau thật gần, sẽ thấy nắng phai nhạt dần khi vương vấn trong tình yêu. Đời là một thời để yêu, yêu cho bóng đêm lẻ loi, yêu cho bao nỗi đắng cay, yêu cho quên từng ngày tháng. Tình là một lần ước mơ, mơ cho bóng đêm lẻ loi, có những chiếc áo lúa rơi về chưa rơi vào trời tối. Có biết đắng cay một lần, có biết đắng cay một lần, mới tiếc nuối ân tình này, tiếc nuối ân tình này, mới nhớ biết mong từng ngày, mới nhớ biết mong từng ngày, như khi thấy nhau lần cuối. Đắm đuối trong cuộc tình, hết đứng ngóng trong người tình, sẽ thấy đớn đau một mình như khi tiễn nhau lần cuối. Đời là một thời để yêu, yêu cho bóng đêm lẻ loi, yêu cho bao nỗi đắng cay, yêu cho quên từng ngày tháng. Tình là một lần ước mơ, mơ cho bóng đêm lẻ loi, từ những chiếc áo úa rơi rồi trôi bay vào trời tối. Đời là một thời để yêu, yêu cho bóng đêm lẻ loi, yêu cho bao nỗi đắng cay, yêu cho quên từng ngày tháng. Tình là một lần ước mơ, mơ cho bóng đêm lẻ loi, từ những chiếc áo úa rơi. Quên từng ngày tháng, tình là một lần được mơ, mà trong bóng đêm lẻ loi, có những chiếc lá úa rơi giữa trời mây vào trời tối. Cảm ơn anh Nam Lộc đã dàn dựng lên một cái chương trình có thứ tự và có cái hồn, có cái thú đau thương, yeah. Có cái hồn của gì mà là hồn ngay nấy giữ. Có hồn lắm quý vị, mà hồn ngay nấy giữ từ giờ đây trở thành nhạc trường đấy. Dạ, quý vị hát mà cứ không phải nhìn bài mà nhìn theo ngón tay của Nam Lộc quý vị. Anh chỉ chỗ nào của chỗ nào của đứa nào. Xong rồi không phải phết ao nhẹ cái tay run vậy nè. Trời ơi, hay quá vậy anh. Không, mà nãy Dũng hát là chung với anh Lộc á, bánh đoạn Dũng solo á, trời ơi, giọng cái Dũng giống Alan the Long Lá vậy. Yeah. Sao Alan the Long Lá hả? Uh-huh. Rồi hay không quý vị, trời ơi hoa quá trời nè. Bài viết này tôi viết cho những người ra đi. Đây cái câu chuyện điển hình của gia đình tôi, nhưng mà nó cũng biểu
biểu tượng cho nhiều gia đình khác. Bài hát được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là một mình tôi đi khỏi Việt Nam trong lúc Tân Sơn Nhất người ta đang tấn công. Đó là những ngày đầu, những ngày cuối tháng 4 75. Sau đó thì các em của chúng tôi đã phải lặn lội đi bằng đường rừng, đi qua Campuchia để đến Thái Lan. Rồi một số em khác trong gia đình phải đi bằng đường thuyền. Nhưng mà tất cả chúng tôi ra đi, cũng như quý vị ra đi, anh em chúng ta ngồi đây cũng chỉ vì hai chữ tự do. Hai chữ tự do đối với thế giới tự do thì nó rất là giản dị, chỉ bằng 4 chữ cái, tự do. Nhưng mà người Việt Nam chúng tôi đã phải trả bằng máu, mồ hôi và nước mắt để đổi lại hai chữ tự do. Mời quý vị nghe bài nhạc phẩm Xin Đời Một Nụ Cười. Một người không có còn nụ cười nữa đành phải xin đời để có được một nụ cười. Bài hát này một lần nữa chúng tôi xin tặng cho những thuyền nhân đã khuất. Sài Gòn trong cơn hấp hối như một người tình phụ thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời, khu thương xa cửa khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi. Bước đi như con rết lê lết cuộc đời, như thân bướm đôi cánh xa rời, lấy u sầu che giấu. Gió ơi tự do, tôi chả mang ngấm nước mắt. Tự do ơi tự do, anh trao bằng tự do ơi tự do, em đổi bằng ân xá vì hai chữ tự do ta mang đời lưu vong. Tôi nếp thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió như một người tìm đường về nơi đây mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếm con đường, muốn nụ cười còn có những tự do ơi tự do, tôi chả bằng nước mắt. Tự do hãy tự do, anh trao bằng máu xương. Tự do hãy tự do, em đổi bằng vật giá vì hai chữ tự do ta mang đời lưu vong. Tự do hãy tự do, tôi trả hai chữ tự do ta mang đời lưu vong, vì hai chữ tự do
cảm ơn Diễm Liên, cảm ơn Song Nghĩa đã giúp tôi để chuyên chở các khúc rất là xúc động này. Đây là câu chuyện có thật. Thành ra tôi còn nhớ mãi là khi tôi viết là tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối như một người tình phụ thở hơi cuối cùng, tại vì đã bị đồng minh mình bỏ rơi. Đây là người đã bị tình phụ rồi. Tôi bước đi Tân Sơn Nhất, lửa khói ngập trời, lúc đó bắt đầu pháo kích. Và lúc đó có những con tàu đang chuẩn bị ra khơi, thì đây là cái tâm trạng. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta lại trở lại đến niềm vui. Chúng tôi xin tạm biệt quý vị. Chưa anh ơi. Anh cho em cho anh hết này, cái câu này. Cái câu này nè, tới cái câu này. Nó quá cảm động đi. Dạ. Lê Ti bài hát nhớ ba con quá, ba con đi tìm tự do mà bỏ mạng ngoài biển cả. Vâng. Cảm ơn em, và tôi cũng đã gửi tặng bài hát này cho ba em cũng như những người đã khuất. Dạ, vâng. Đáng lẽ thì chương trình chấm dứt rồi nhưng quý vị, nhưng mà chúng tôi nhớ người mà cho chúng tôi cái cảm hứng để viết những cái ca khúc nhạc gọi là nhạc Việt, lời Việt đó, là cái phong trào Việt hóa, đó là nhạc sĩ Trường Kỳ. Chúng ta đã nhắc đến Tùng Giang, bây giờ chúng ta nhắc đến Trường Kỳ. Trường Kỳ là được mệnh danh là ông vua nhạc trẻ, là một người sống bằng tất cả cái tấm lòng cho âm nhạc. Anh mất 15 năm nay. Tuần này, thứ sáu này là giỗ 15 năm Trường Kỳ qua đời. Diễm Liên và tôi cũng đã nằm trên cái giường. Trường Kỳ có một cái giường, trên đó nào là Ngọc Lan, Vũ Khanh, Tuấn Ngọc, Đức Huy, Billy Shane, Diễm Liên, Nam Lộc. Chúng tôi đều nằm cái giường mà mỗi lần đi hát ở bên Montreal thì đều ở nhà anh Trường Kỳ. Chúng ta hãy chia tay nhau bằng một trong những nhạc phẩm Việt hóa của Trường Kỳ. Em lấy bài Rồi Mai Đây. Rồi Mai Đây. Nhé. Mình xa nhau anh nhớ dạ, nhau đúng rồi. Oh, dạ. Nhé. Mình xa nhau nhưng mình nhớ nhau hoài, cũng như Kỳ xa chúng ta nhưng chúng ta không bao giờ quên tấm lòng của anh đối với âm nhạc. Chúng ta cũng đừng bao giờ quên người bảo trợ chương trình ngày hôm nay. Chúng ta phải tiếp tục nhớ, nếu không có những người bảo trợ thì chúng ta không có những chương trình, và cũng không thể nào quên sự hy sinh của hai nhạc sĩ của chúng tôi, của Diễm Liên, của anh Tiến Dũng. Chưa bao giờ chúng tôi đi show nào mà chúng tôi làm nhiều như vậy, hát nhiều như vậy và cực khổ như vậy. Nhưng không có show nào chúng tôi cảm thấy thú vị như vậy. Đây là cái phần thưởng. Cảm ơn những nhà tài trợ, trong đó có Ngữ Bình, có Teletron, có anh Nam Kha Phạm, có Quỳnh Giao Tô, có chị Kim My Trần, có Vi Cái, có Wendy Trương, rồi có Phố Phạm, rồi Anata Dũng Sót, ai cho Dũng xin lỗi nha, rồi rồi đã giúp cho chương trình thêm sinh động. Và còn tiếp tục nữa, chưa hết đâu. Ủa gì hả? Dạ, và còn tiếp tục nữa. Cho Dũng đọc tên từ người để cảm ơn tiếp nha. Xa nhau nhớ đến nhau hoài, rồi mai đây khi tình bay xa nhớ đến hôm nào, còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng còn cho nhau chút dư hương, đừng tiếc nhau gì vẫn vương. Mình xa nhau xin đừng quên nhau, chớ trách nhau gì. Mình xa nhau xin đừng quên màu nắng sẽ phai màu. Đừng khóc nữa, gió buồn vì mắt ướt hoen rồi. Đừng cho nhau tiếng than vãn, đừng nói lên lời khóc. Thank you.
mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài. Rồi mai đây khi tình bay xa nhớ đến hôm nào. Còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng cho nhau chứa sương. Đừng tìm nhau gì vẫn vương. Xa nhau xin đừng quên nhau, chưa trách nhau gì. Xa nhau xin đừng quên nhau, nặng sẽ phải mòn. Đừng khóc nữa, gió buồn vì mắt ướt hoen rồi. Cho nhau tiếng than vãn, đừng nói nên lời thiệt tha. Mai đây khi tình bay xa nhớ đến hôm nào. Còn mãi mãi những gì mình nhận chứa trong lòng còn cho nhau chút dư hương. Đừng tiếc bao gì vẫn thương. Còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng còn cho nhau chút dư hương. Quý vị, cảm ơn Diễm Liên, cảm ơn Dâu. Gặp tuyệt vời với quý vị. Mucho gracias. Mucho gracias. Chắc mời anh Huy, mình Nam Quan. Cảm ơn anh Dũng Hải Trắng, cảm ơn anh Phúc. Dạ. Rồi, xin mời anh Huy, xin mời Nam Quan. Xong rồi cái mình... Cảm ơn anh Nam Lộc rất là nhiều, cũng như Diễm Liên và tất cả anh ca nghệ sĩ cùng Nguyễn Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình rất là đặc biệt, phải không thưa quý vị? Nó đưa chúng ta đi từ những cung bậc cảm giác này qua cảm giác khác. Và nó đưa chúng ta từ năm 75 cho đến tới bây giờ. Và hy vọng quý vị thấy những món ăn tinh thần thế này giúp chúng ta có được một cái đời sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn, nhưng mà không quên đi những cái kỷ niệm về tất cả những cái thời gian mà chúng ta trải qua. Từ cái việc quê hương, đất nước, tình cảm, tình yêu cho đến tất cả những gì vui vẻ nhất mà chúng ta giữ lại, và những cái gì mà nó buồn thì chúng ta cho qua và chúng ta vẫn giữ nhớ những kỷ niệm đó. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nam Lộc, cảm ơn Diễm Liên, cảm ơn Nguyễn Tiến Dũng và Song Nghĩa, cũng như tất cả anh chị em đây, cũng như đặc biệt nhất là tất cả quý vị đã đồng hành hỗ trợ SQB Shop trong suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Và hy vọng quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ để cái chương trình SQB Shop, SQB Show mỗi ngày thứ ba sẽ được tiếp tục gửi đến cho quý vị trong những kỳ kế đến. Thưa quý vị, mình xin cảm ơn nghệ sĩ Nam Lộc rất là nhiều và mời anh và Diễm Liên với những cái lời cuối. Dạ. Dạ vâng. Chắc xin mời anh nhạc sĩ đứng lên đi cho nó xôm nha. Đứng đi, giác cái bụng đứng lên đi. Bị sệ, không dám nói. Bị thòng. Thưa quý vị, quả đúng như là anh Dũng Hải Trắng đã nói lúc nãy, cái chương trình của Teletron mỗi lần chúng tôi đi lưu diễn thì khoảng 5 tiếng. Vâng, thì anh Dũng lúc nãy nói là chương trình là khoảng 4 tiếng rưỡi thôi. Thì bây giờ đã là 8 giờ 15, thì chúng tôi bắt đầu từ 4 giờ có mặt ở đây rồi. Thì quả đúng hình như là sớm hơn 15 phút. Vâng, có 4 tiếng 15 phút thôi anh Dũng. Dạ, vâng. Mình chào xong nó đủ 5 tiếng. Dễ thương ha, có duyên, ai đây cũng có duyên, có gì hát hay mà có duyên nữa. Dạ, dạ. Thôi cho em cũng cảm ơn anh Nam Lộc cho em có cái cơ hội tới đây để mà chia sẻ những cái bài hát của anh. Và những cái lúc được làm việc với như là Teletron, anh Huy nè, anh Dũng nè, hai anh Nghĩa này thì rất lâu rồi. Còn anh này thì hôm nay em mới thấy. mới được đụng thấy. Dạ touch. Đúng rồi, em cảm ơn anh Dũng Hà Trắng âm thanh nè, rồi anh Phúc nữa. Và tất cả quý khán thính giả vẫn đang theo dõi của chúng tôi mỗi hồi nãy tới giờ chứ. Cho hoa nè, cho tim nè, rồi còn tặng lì xì nữa. Em đâu có nghĩ mà được lì xì nữa đâu. Cho nên... thật sự là thấy là mệt thì mệt, nhưng mà khi mà có được khán giả vẫn đồng hành cùng Từ Diễm thì Từ Diễm rất cảm ơn. Và đó là cái động lực mà Từ Diễm vẫn phải hát, vẫn phải xuất hiện ở những cái chương trình thật là có giá trị như là hôm nay chẳng hạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lỡ là Diễm nói câu giọng Huế đi Diễm.
Dạ. Diễm người Huế mà. Anh muốn em nói chi? À. Vâng, và thưa quý vị, Công Mai ở bên nhà hàng Người Bình rất là yêu Diễm, thưa quý vị, yêu lắm luôn quý vị. Và như là thường lệ thì buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tới chết cha 8 giờ thì mình sẽ tới nhà hàng Người Bình để ăn những cái món ngon của xứ Huế. Bánh bèo nè, bánh bột lọc nè, chả Huế. Bún bò Huế, cả chí còn ngon hết. Mời quý vị tới Người Bình. Dạ. Rồi anh Nam Lộc chắc mình chia tay anh. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị. Cảm ơn tình cảm quý vị đã dành cho tôi. Cảm ơn sự nhận định rộng lượng của quý vị cho những bài hát mà tôi đã mạo muội gửi đến quý vị khán giả. Xin hy vọng gặp lại quý vị trong một chương trình tới. Tôi còn vào khoảng gần 20 bài hát nữa. Có dịp thì chúng ta sẽ đưa ra. Cảm ơn quý vị. Là ít nhất là phải còn 2 chương trình nữa thôi quý vị.